cái bức Touré trên cái màn hình TV mà các bạn đang thấy là một cái vị tướng đang được búp sức mạnh rất là mắm vố trong cái game Liên Quân Mobi. Ây da, à, tiệt là khốn nạn quá đi. Đây chính là vị tướng xì cút mấy ông nội ơi. Hello, xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì, chú thím đã đến với channel Channel Fnatic Gaming TV của mình nha. Ê, xin thưa với các bạn, thì hôm nay mình sẽ thay đổi tướng các bạn ơi. Mình không làm về vị tướng nắc róc hoặc là vị tướng cầm mú rặt hay là vị tướng cà di ô lẹt hay là bất cứ cái gì vân vân mà mình đã làm rồi các bạn. Ê, thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng xì cúc này các bạn. Thì để xem là cái vị tướng xì cúc này ở cái meta hiện tại nó được búp sức mạnh mắm vô như thế nào nha các bạn ơi. Okay, thì cái vị tướng xì cúc này thì hiện tại nó đang là hot pick ở cái khung răng từ kim cương trở lên các bạn. Nó sở hữu một cái bộ kỹ năng, một cái combo kill của nó bắt AD cực kỳ dễ nha. Và theo mình thấy á, thì là các bạn đánh cái vị tướng xì cúc này á, các bạn đi lên top hoặc là lên rồng gì cũng được hết. Nhưng mà cái phép bổ trợ các bạn ban nó phải là cái phép bổ trợ gọi là tốc biến nha, thì các bạn mới phát huy hết được cái sức mạnh của nó. Còn nếu mà các bạn mang bọc phá thì đầu game các bạn mạnh, nhưng mà phản lag game cuối game là các bạn bắt AD cực kỳ khó nha. Tại vì cuối game á, người ta bảo kê AD rất là tốt. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn cầm vị tướng xì cúc này mà các bạn mang cái phép bổ trợ tốc biến thì các bạn bắt cái việc AD, cái việc mà các bạn bắt AD nó sẽ không còn gì là khó khăn hết, rất là dễ luôn. Và nói là phải có chứng, nói là phải có sách mách, là phải có chứng các bạn, mình phải chứng minh cụ thể rõ ràng cho các bạn luôn để các bạn có thể tin tưởng. Và các bạn cầm cái vị tướng xì cúc này mà các bạn mang cái phép bổ trợ là tốc biến nha, hình như là bây giờ là y nó ép rồi các bạn ơi. Ray ta lên phụ anh em ơi. Ấu cớp, và để phát huy hết sức mạnh của vị tướng xì cúc này bởi cái chiêu 2 á, thì các bạn phải sử dụng như thế nào cho hiệu quả là trước khi vào combat này các bạn phải bật trước 3 giây cho mình, các bạn tích 3 điểm xong dập cái bóp cho cái đầu đó các bạn, chưa chết luôn trâu vô đập cho bò bò luôn coi ơi. Đó thì phải như thế nào là mình sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn luôn nè. Trước khi vào khu vực combat các bạn phải bật cái chiêu 2 của bạn lên trước để tích 3 điểm, và khi vào combat là các bạn đã đủ 5 điểm, các bạn dặm nó cho mình nha. Nhớ cho mình, trước khi vào khu vực giao tranh là các bạn phải bật nó tích được 3 điểm trước đi, là các bạn nhảy vô khu vực giao tranh một cái rồi là ngay vào đó là 5 điểm luôn, là các bạn dặm một cái nha. Là có một cái lượng đam cực kỳ kinh bởi các bạn gặn được 5 điểm nội tại bởi cái chiêu 2 nha. Ê, bắt làm gì đấy bắt ơi, cái chiêu 2 chưa có các bạn, cái vị tướng xì cúc này phải có chiêu 2 nữa mình. Rồi xong rồi, sập cho mẹ bò mà mày luôn, đập một kill các bạn ơi, rất là phê luôn các bạn thấy chưa. Khi mà các bạn rặn lên được 5 điểm nội tại từ cái chiêu 2, các bạn đấm một cái lượng sát thương cực kỳ khủng nó bung ra các bạn. Và đặc biệt đây là chưa có đồ đó các bạn. Và các bạn, cái hôm nay là mình lên build full dam nha, chỉ có duy nhất một cái số thứ 5 là mình lên cái giáp thôi để mình chống chịu lại những cái vị tướng có công vật lý các bạn. Ở thì mà khi mà cái vị tướng xì cúc này á, thì mình khuyên các bạn là hãy nên lên full dam, chứ các bạn đừng lên áo choàng băng giá hoặc là chen 2-3 món giáp vô nha, thì nó sẽ cực kỳ yếu. Nhưng mà các bạn lên thẳng full dam cho mình, các bạn sẽ cảm nhận đi một cái sự khác biệt của nó cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Ấu cớ để mình giải thích lại và mình giải thích cho các bạn kỹ càng lại cái chiêu 2 của vị tướng xì cúc này để các bạn có thể sử dụng hiệu quả nha. Thì nãy như mình đã nói thì các bạn là trước khi vào khu vực giao tranh hoặc là khu vực combat thì các bạn phải bật nó trước khoảng 3 giây. Thì là khi mà các bạn bật 3 giây nha, các bạn nếu mà các bạn nhắm, các bạn chuẩn bị vào khu vực combat, các bạn bật trước 3 giây cho mình, là các bạn vừa lại gần cái khu vực combat đó là các bạn ấn cái chiêu 1 cái, các bạn chạm đối phương là nó đủ 5 điểm rồi, là cái thời gian nó đã đủ 5 điểm rồi. Các bạn cứ rồi mày xong rồi mày bò mày rồi mày xong rồi mày đập mày mày luôn xuống xe quất mày luôn, mày luôn tan cái thầu mày luôn, rồi xong luôn mày chạy đâu nữa ngập địch đi, mày chạy hù có một cái, chạy cái đường nào tao đi quả tiễn gì cho nó lẹ nè, chạy chi cho nó mở đâu bóc vô cái đầu mày nè, địch bô kêu tiếp các bạn ơi, rất là phê luôn đấy các bạn thấy chưa. Trước khi vào khu vực combat các bạn phải bật cái chiêu 2 lên trước cho mình với cái điểm nội tại tích được là phải là 3 điểm. Và khi các bạn thấy nó rồi đúng không, các bạn lướt chiêu 1 vô là ngay khi mà các bạn vừa lướt chiêu 1 vô là các bạn đã tích đủ 5 điểm rồi. Các bạn dặm một cái bóp cho mình, bật intel lên, cái intel của bạn trúng người thì cái chiêu 1 của bạn nó sẽ được hồi lại liền ngay lập tức, như cái vị tướng bụp tơ lai đó các bạn. Ý rồi mày xác định mày mày với tao là con Violet rồi nè, mình sẽ rặn cái chiêu 2 lên 3 điểm các bạn. Rồi anh chạy cái đường mô quốc lục chơi mày luôn, thúc chắc mày luôn tán lía vô cái đầu nó luôn các bạn. Rồi xong rồi mập địch đây nè, kéo giùm em cái trâu nó lé luôn các bạn ơi, tao đứng nghiêng cho mày kéo luôn, mà mày kéo hụt nữa thì mày mần cái gì ăn nữa cái con rạt ơi. Xong rồi bay nè, mày thích gì chơi chơi luôn rồi chơi luôn, chút chút chát luôn, không vô trụ nha các bạn, vô trụ là chết nha. Úi dầu ô, không có đủ kêu nữa các bạn, để cho thằng đại tài giết ở đây. Vô cái ta trời, mày tăng mà mày không vô, mày tăng mà làm như tao tăng vậy. Rồi xong khỏi vô luôn, kéo vô luôn các bạn ơi. Xong rồi mày bò mày rồi, xác định rồi coi
xanh rồi các bạn ơi, xanh rồi, em xanh rồi, em xanh, xanh rồi, xanh cò rồi các bạn ơi. Nãy giờ quên đi map nữa, lo giết thằng mập địch không các bạn. Bây giờ không sao các bạn, chết thì chuẩn bị cái chích nữa chứ có chuyện gì đâu mà khó khăn. Âu cớt thì để phát huy hết sức mạnh của vị tướng xì cút này á, bởi cách combo kêu á thì các bạn hãy thực hiện như mình nãy giờ mình chỉ các bạn nha. Và các bạn hãy nhớ kỹ cho mình cái chiêu 2 của các bạn rặn á, nó chỉ mạnh khi các bạn tích được 5 điểm thôi, chứ các bạn đừng phải không phải là các bạn tích được 2 điểm, 3 điểm hoặc là 4 điểm các bạn dặm nhau. Trừ khi nào tình cái trường hợp bất đắc dĩ quá bắt buộc các bạn phải dặm ở cái mức điểm là 3 hoặc 4 thì các bạn hãy dặm, còn không thì các bạn hãy tích đủ 5 điểm cho mình nha. Thì các bạn hãy cố gắng đạt hiệu quả cho mình trước khi vào khu vực combat hoặc khu vực giao tranh. Các bạn hãy bật nó trước khoảng 3 giây cho mình, nó tích được 3 điểm, các bạn lướt chi một vô là ngay cái chỗ đó là các bạn đã được 5 điểm rồi, các bạn dặm đối phương cực kỳ mạnh luôn. Với cái build rồi nữa là chỉ có chết con AD, nó không có kịp thở. Và đặc biệt cái con râu cũng như cái con AD các bạn nè, tao đập cho mày bỏ mày luôn. Mày thích cái gì mày quýnh ai? Trời ơi các bạn thấy chưa, cái thằng chịu dân mà tán một cái thôi mà má nó nhìn nó không ra rồi, chứ đừng hỏi cái con AD là hỏi ai nhìn nó ra nữa các bạn. Đưa chứng minh nhân dân không biết nhận dạng được khuôn mặt của nó chưa đó các bạn. Cái thằng mập địch nó làm gì chồng vậy? Má trời ơi, mày đứng mày nháy đèn tao là tao không khoai mày rồi đó. Mày làm như mày bảnh tỏn đó mà. Mày ngồi mày kéo tao vô trụ một cái coi, mày coi tao có lên dĩa hay không. Trời nói cho nó ai vậy thôi, chứ các bạn nó kéo vô một cái là chỉ có chết thôi chứ làm sao mà sống được. Ấu cớp. Và bây giờ mình xin phép các bạn mình nói về cái build đồ nha. Thì mình khuyên các bạn á, thì cái vị tướng xì cút này á, cái vị tướng chấn cút này á, thì mình khuyên các bạn là không nên lên cái áo chàng băng giá nha, mà các bạn hãy lên cái phu kiếm cho mình. Khi các bạn lên, nói chung là các bạn phải lên full dam cho mình thì các bạn mới mạnh, các bạn mới phát huy hết được sức mạnh của nó. Còn nếu các bạn chen cái áo chàng băng giá vô, hoặc là các bạn cái build đồ các bạn nó chen 2-3 món giáp vô á, thì nó sẽ cực kỳ yếu luôn, nó quýnh không có thấm người ta đâu khi mà các bạn lên full dam nha. Đó thì nó rất là mạnh với kết hợp cái phép bổ trợ tốc biến luôn. Bây giờ ok, mình sẽ thực hiện cái pha tốc biến cho các bạn luôn. Thì khi mà kết hợp với tốc biến á thì sử dụng như thế nào cho hiệu quả, còn giờ nói sao đi. Còn bây giờ chơi nè, một thành viên bên này quất hai thành viên bên kia, chắc luôn cái trụ, và một thành viên bên kia tiếp tục chạy ra, ba thành viên luôn quất cho bỏ, và một thành viên bên này lên dễ luôn các bạn ơi, ngáo chó luôn. Xong pha hổ báo cáo chồm điểm số luôn các bạn. Trời ơi dâu, ôi mẹ ơi, ổ báo quá. Không phải là, nói chung là cái pha đó là mình bị, các bạn có thể tua lại, các bạn sẽ thấy là mình sẽ bị cái con xịt, cái con gấu chó đó các bạn, nó làm choáng, cho nên là mất đi cái nhịp chiêu một của mình, chứ không là cái con Violet nó chết với mình rồi, đi tiếc thôi, chứ còn thực hành là chết rồi các bạn ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ giải thích về cái vấn đề mà khi các bạn kết hợp với lại cái tóc biến á, thì là các bạn thấy đó, là mình gặn cái chiêu 2, mình vẫn gặn cái chiêu 2 lên 3 điểm, sau đó là mình dùng cái chiêu tóc biến, rồi mình mới dùng chiêu 1. Và các bạn nhớ nha, đừng dùng cái chiêu 1 trước rồi hãy tóc biến tới khu vực người ta thì nó sẽ rất là sai, nó sẽ bị uổng, rất uổng cái chiêu 1 của các bạn nha. Đó thì các bạn nhớ nha, dùng chiêu 2 gặn trước 3 điểm, sau đó các bạn tóc biến. Tóc biến sao mà các bạn canh cái khoảng cách chiêu 1 của các bạn á là nó gần như chỗ đó luôn rồi, nói sao luôn các bạn còn ra nè. Mày chạy cái đường nào? Bò bà mày luôn nè, quất mày luôn, né cái chiêu 2 của nó ra các bạn. Trời ơi tao biết lắm mà. Mày làm cái gì? Các bạn đánh là các bạn phải bắt bài nó được như vậy nha các bạn ơi. Đó thì là các bạn nhớ nha, dùng cái chiêu 2 gặn 3 điểm, tóc biến. Tóc biến sao mà canh đúng cái vị trí cái chiêu 1 các bạn nó gần đó luôn, để các bạn có thể áp sát vào đối phương, các bạn làm choáng để các bạn dặm cái chiêu 2 của bạn nha. Và khi dặm chiêu 2 xong thì tất nhiên là chúng ta sẽ bật cái intel lên và tiếp tục là dùng chiêu 1 thì đã chết được một mạng rồi. Đó thì vào khu vực combat á, các bạn đừng có bắt thằng nào hết, làm gì cho nó mệt. Canh bắt đúng cái chủ lực của nó là cái con AD cho mình. Cái con Violet á thì nó sẽ không có bắn được những cái vị tướng ở dàn ngoài của mình nha. Các bạn cứ đè, các bạn đánh đúng cái con AD thôi là tem nó gã liền, khỏi cần đánh con Triệu Vân hay con gấu làm cái gì cho nó mệt. Các bạn đánh con AD thôi là tem tụi nó bị lật ngựa liền luôn các bạn ấy. Còn bây giờ là lụm con kinh công kết thúc cái trận đấu luôn, chứ không có nhây làm cái nhưa làm cái gì nữa cho nó mệt các bạn. Đêm dạ rồi, anh gấu chó anh làm gì đấy, anh gấu chó, anh gấu chó làm gì, anh gấu chó này quất mày, quất mày bỏ mày luôn. Mày tính cái gì, thích thì hai thằng lên bảng luôn, chuyện đâu có gan. Trời ơi, hên mình bật cái intel kịp đó các bạn, chứ không là mất cân kinh công với nó rồi. Nó bay vô mình bật cái intel lên dằn dách nó luôn các bạn, rất là phê. Xém tí là thua ngược các bạn, không phải là thua ngược nhưng mà sẽ bị mất cân kinh công, thì cái lợi thế nó sẽ bị mất đi rất là nhiều các bạn ơi. Ok, chắc là mình ra là mình sẽ kết thúc cái trận đấu luôn các bạn, chứ không nhay nữa nha, tại vì bây giờ là tem đang có cân kinh công rồi. Đêm dài rất là lắm mộng các bạn, các bạn mà càng nhay thì càng thua thôi. Theo mình thấy, mình nghĩ là chắc là mình không review được hết cái build đồ này cho các bạn xem rồi, tại vì team mình bây giờ có biểu hiện là muốn win luôn các bạn ơi, cho nên là không có nhây được. Ấy thì các bạn nhớ cho mình nha, các bạn hãy lên full dam cho vị tướng xì cút này. Và cái số thứ 5 á thì các bạn hãy ghép nó lên nửa món thôi, rồi khi mà các bạn hoàn chỉnh cái món cuối cùng các bạn á thì các bạn hãy quay lại, các bạn ghép hoàn chỉnh nó lên là cái khiên thức truyền cho mình nha. Ở đây thì là ok, mình sẽ thực hiện lại cái pha gọi là tóc biến cho các bạn xem nè, tích đủ nè. Và sau đó tóc biến dùng chiêu 2, trời ơi nó kéo luôn các bạn, quất luôn bò mày luôn, tan thẳng vô cái đầu con AD các bạn, quất mày luôn. Trời ơi đây là đâu, và tôi là ai, ô bò mày thằng ba nó quất mày luôn, chơi mày luôn, thuốc chết mày, đập mày bò mày luôn, quất mày luôn, lâm mày luôn. Trời ơi trời còn sống luôn, ôi giời ơi không thể tin được các bạn. Trời ơi rất là phê luôn, trời rất là đã luôn các bạn. Thôi để cho người na góp ơi, qua khắp gà phá trụ các bạn, cái đầu xanh đó, trời ơi.
cái thằng đang ốc khốn nạn, trời ơi, bình thường nó có quái rồi các bạn, nó ra nó phá trụ. Trời ơi, hại não gì vậy ba? Mình tưởng có quái rồi mình chạy ra các bạn. Trời ơi, già thiệt là khốn nạn quá đi mà. Chết luôn các bạn ơi. Ok, kết thúc cái trận đấu luôn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhíp của mình. Nếu các bạn thấy cái cờ nhíp của mình hay và ý nghĩa giúp các bạn cười sảng khoái khi xem, thì các bạn đừng quên để lại một like và một comment để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhíp tiếp theo.